Tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969, tháng 7 âm lịch. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, may mắn là điều mà ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn. Nhưng để có được may mắn, không phải ai cũng có được. Mỗi người chúng ta khi sinh ra đều mang một số mệnh, sang hèn khác nhau. Trong tháng 7 âm lịch, tháng được coi là tháng của cô hồn xã quỷ. Mời vận xui liên tiếp kéo đến khiến cuộc sống của chúng ta rơi vào bế tắc. Ấy vậy mà trong 12 con giáp, tuổi Kỷ Dậu lại là con giáp mang trong mình sự may mắn, thành công trong tháng cô hồn. Được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho. Trong tháng 7 âm lịch này, tuổi Kỷ Dậu 1969, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu có nhất vùng. Ngôi nhà rộng, xe sang khiến biết bao nhiêu người phải ghen tị. May mắn ập đến quá bất ngờ khiến mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu cũng phải ngỡ ngàng, không biết chuyện gì đang diễn ra với mình. Chắc hẳn quý vị đang tò mò tại sao người tuổi Kỷ Dậu lại có được may mắn như vậy. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Kỷ Dậu trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Người tuổi Kỷ Dậu 1969, mệnh đại dịch thổ, có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên, không tránh được những khó khăn bước đầu. Song khi vượt qua được những điều đó, thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ mệnh chủ phía trước. Thành công càng ngày càng thêm rực rỡ. Tính cách của mệnh chủ thích chủ động, chứ không thích tĩnh. Họ thích đi chơi, đến những chỗ náo nhiệt, làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách lấy được thông tin, lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì. Khi khó khăn ập tới, biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục. Nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Mệnh chủ được quý nhân luôn ở bên mình nên chẳng có điều gì cản được bước chân của mệnh chủ, dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn. Tuy nhiên, thành công rồi trở nên tự cao tự đại, nếu không dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân. Vào tháng 7 âm lịch, gia chủ tuổi Kỷ Dậu sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của gia chủ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của mệnh chủ, vì vậy tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Tháng này, như có quý nhân giúp đỡ nên công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Song đôi khi thành công đến quá nhanh, có thể khiến mệnh chủ mất cảnh giác, trở nên khoe khoang tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của con giáp này, mệnh chủ cần phải tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy. Kỷ âm thổ gặp bính dương hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là thân bị khắc chế. Đối với gia chủ tuổi Kỷ Dậu trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra các phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phận lòng những người ở xung quanh mình. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Kỷ Dậu trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 7 âm lịch, tử vi nhắc nhở gia chủ tuổi Kỷ Dậu cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của mệnh chủ đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị kẻ xấu nhòm ngó. Tuổi Kỷ Dậu sẽ trở nên khá may mắn khi hầu hết mọi khía cạnh đều được thuận lợi. Tháng này, sự nghiệp của gia chủ Kỷ Dậu tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của mệnh chủ, vì vậy năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn.
Sự nghiệp của mệnh chủ có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng. Tuy nhiên, mệnh chủ sẽ phải tham gia nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập và vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉn chu trong công việc. Nếu không sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Đặc biệt để tăng may mắn, cải mệnh, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, vị, sậu, sửu để tăng thêm may mắn, chiêu cát lành, tài lộc. Đặc biệt khi sử dụng vòng, mệnh chủ luôn được quý nhân che chở, tương trợ trong công việc, hành thông, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tài lộc của bản mệnh đạt ở mức bình ổn trong tháng này. Tuy nhiên, mức chi tiêu của bản mệnh cũng khá lớn, có nhiều mệnh chủ không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của mệnh chủ, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu và vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm, có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút suy nghĩ, kẻo mệnh chủ hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi. Mặt tốt là mệnh chủ có thể đạt được thành tích tốt trong lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, nhờ đó mà tài lộc có được cơ hội tăng tiến. Tuy nhiên, để đạt được như lý tưởng, mệnh chủ cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tị, sậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Dự đoán về tình duyên của gia chủ tuổi Kỷ Dậu trong tháng 7 âm lịch cho thấy rằng đây là một năm có phần nhất quán cho các mối quan hệ. Người đã kết hôn có thể hy vọng về một năm ổn định, yên bình. Những người độc thân sẽ tận hưởng không thời gian dễ chịu và sẽ không thiếu bạn mới. Tử vi tháng này cho rằng đây cũng là cơ hội để người tuổi Kỷ Dậu đang độc thân sẽ tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp trong thời gian này. Có thể mệnh chủ gặp người ấy ở một trong các cuộc giao lưu, họp nhóm. Những gia chủ tuổi Kỷ Dậu có vẻ ngoài ngoại hình nhưng tính cách lại khá rụt rè, nhút nhát. Mệnh chủ chủ động hơn trong mọi việc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Đừng để tình cảm quá ảm đạm, mệnh chủ sẽ không còn nhiều cơ hội để thay đổi. Đặc biệt thời điểm này, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu. Năng lực tam hợp khí sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh, từ đó giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an, trường thọ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 7 âm lịch không có bất kỳ vấn đề nào nghiêm trọng. Mệnh chủ có thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng điều này sẽ được chữa khỏi bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ. Một vấn đề khác là từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và mọi người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Vào thời điểm cuối tháng này, gia chủ tuổi Kỷ Dậu nên dừng lại, nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cuộc đua chạy nước rút vào những tháng cuối năm. Gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thì Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của mệnh chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Kỷ Dậu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bính Thân nạp âm Sơn hạ hỏa, tháng Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý, Thìn thành Thủy cục,
Xung Dậu, Hình Dần, Hình Hợi, Hải Hợi, Phá Tỵ, Tuyệt Mão. Đối với những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 4 tháng 7, tức ngày 11 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Tân Mão, Nạp Âm, Tùng Bách Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 16 tháng 7, tức ngày 23 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Quý Mão, Nạp Âm, Kim Bạc Kim. Thứ ba, ngày âm lịch 28 tháng 7, tức ngày mùng 4 tháng 9 dương lịch, Nạp Giáp, Ất Mão, Nạp Âm, Đại Khê Thủy. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Kỷ Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng cần có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Kỷ Dậu tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 5 tháng 7, tức ngày 12 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Nhâm Thìn, Nạp Âm, Trường Lưu Thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 11 tháng 7, tức ngày 24 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Giáp Thìn, Nạp Âm, Phúc Đăng Hỏa. Thứ ba, ngày âm lịch 29 tháng 7, tức ngày mùng 5 tháng 9 dương lịch, Nạp Giáp, Bính Thìn, Nạp Âm, Sa Trung Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Kỷ Dậu trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.